Hôm nay mẹ bắt đi ngủ sớm nào. Giờ nhắm mắt đi nha. Còn bây giờ chúng tôi đã ngủ không không già sẽ phải chạy một mình sang bên nhà bà ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon. Em vừa ngủ từ lâu rồi đấy nha. Và hôm nay thì bây giờ video của chúng mình mới chính thức bắt đầu. Tại vì hôm nay chúng mình tự có một video về buổi đêm của hai vợ chồng mình. Hôm nay thì là một ngày mà bọn mình có thể được thức đêm thoải mái và có thể làm những thứ mà bọn mình thích. Tại vì là bình thường, mặc dù là rất thích thức đêm, nhưng mà bọn mình không phải là lúc nào cũng dám thức đêm để xem phim, để cấy phim hay là thức đêm để làm những việc mình thích. Tại vì là sáng hôm sau thì sẽ phải chăm em bé từ rất là sớm. Tuy nhiên thì vẫn có những ngày ngoại lệ, ví dụ như là hôm sau sẽ có bà sang giúp bọn mình chẳng hạn, và bà chăm em bé hay hộ bọn mình. Những bạn nào mà có con rồi thì mới biết sức mạnh của các bà. Thì đó sẽ là một đêm như hôm nay, và bọn mình sẽ được thức đêm này, làm những thứ bọn mình thích. Và tại sao bọn mình thích làm vào buổi đêm? Tại vì bây giờ nhà đã có hai em bé rồi, nên là đêm mới chính là lúc mà kiểu căn nhà yên tĩnh nhất, và bọn mình có thể làm tất cả mọi thứ mà bọn mình thích và không bị gián đoạn bởi bất kỳ hoạt động nào cả. Và bây giờ trong lúc bố Xoài đang làm việc của bố Xoài ở đằng kia thì mình sẽ cày một bộ phim Hàn Quốc mà mình đang cày giờ. Rất là hay luôn. Bình thường thì không dám thức đêm để xem, mặc dù là rất là muốn kiểu xem tiếp, tại vì phim bộ nó luôn kết thúc ở một cái đoạn mà làm cho mình tò mò ấy. Nhưng mà vẫn phải đi ngủ, tại vì hôm sau chúng ta sẽ phải dậy. Đây là bây giờ, hôm nay sẽ cày thật là nhiều. Trong phim mình xem thì anh chàng Gumiho vô tình làm rơi viên ngọc hồ ly vào người bạn nữ chính. Cảnh này anh ấy đang kiểm tra viên ngọc trong người bạn ý. Viên ngọc màu xanh là anh ấy sắp thành người. Vậy tôi đi đây. Xem phim chỉ thấy cảnh đẹp dã man và chỉ mong mau hết dịch để có thể quay lại Hàn Quốc ngay lập tức. Ở cảnh này thì là anh hồ ly đã sống 999 năm rồi, rất là thấu tình đạt lý và chuyện gì cũng rõ, nên đang ngồi làm quân sư cho bạn nữ chính đây. Sao lại không có ai điên cuồng vì yêu khi biếm tóc của cô ấy bay lên trong gió, khi cô ấy giơ tay lên không, hoặc là khi gương mặt cô ấy hé nở nụ cười rực rỡ như vàng. Chàng trai đó đều không thể hiểu nổi những điều ấy. Lần này thì mình đang xem phim Bạn cùng phòng tôi là hồ ly ở trên app iQIYI. Thì cái phim này là một cái phim mà mình thấy rất là thú vị này, có rất là nhiều cảnh hài hước và cũng rất là lãng mạn luôn. Nếu mà bạn nào mà kiểu đang tìm một bộ phim mà để cho mình vừa thư giãn, giải trí và có rất là nhiều cảnh lãng mạn kiểu đúng kiểu phim Hàn Quốc nữa, thì đây cũng là một phim mà có thể recommend cho mọi người. Và mình thấy là cũng rất là nhiều bạn xem rồi, nhưng mà bây giờ mình mới bắt đầu xem, mà kiểu phim Hàn Quốc mà nếu mà mình đã không xem thì thôi, còn nếu mà đã xem thì chắc chắn là sẽ bị cuốn. Và cái này thì có một cái hay nữa là khi mà mình xem trên app iQIYI này thì nó có thuyết minh luôn. Thế nên là kể cả trong ngày mình có kiểu làm nội trợ này hay là chăm em bé, kiểu mẹ bỉm sữa, thì mình vẫn có thể theo dõi phim, tại vì vẫn có tiếng để mình có thể nghe được. Nhưng mà hôm nay thì mình đã chọn là xem vào ban đêm để cho mình có thể tập trung cày một lèo luôn. Ngoài phim Hàn Quốc này ra thì mình thấy trên app còn rất là nhiều phim hay để hai vợ chồng này hoặc cả gia đình có thể cùng xem với nhau. Và app iQIYI này là app chiếu phim chất lượng cao, thế nên là mọi người có thể hoàn toàn yên tâm về mặt hình ảnh. Nói chung là mình cực kỳ recommend cho mọi người có thể xem phim trên app này trong mùa dịch giãn cách, có thể cày được rất là nhiều phim bộ cực kỳ hay luôn. Và trong lúc tìm hiểu thì mình cũng tìm được cái cách đọc đúng của app này, thì app này đọc là iQIYI cho bạn nào cần nhá. Nhưng mà anh chọn cái ảnh này kiểu như nó nhiều màu trắng nên là hơi khó tạo khối. Nói chung là khi mà vẽ than thì khối mình phải nhìn rõ cơ, còn nếu mà nhìn qua ảnh nó đã khó hơn. Đây là chúng tôi mỗi khi mà có dịp thức đêm
Đến giờ này là kiểu bụng nó cồn cào, không ăn không chịu được. Mỗi ngày thức đêm thì sẽ có chuyên mục giải cứu cơm nguội. Hôm nay chúng tôi sẽ ăn cơm gà. Đây là một ngày mà chúng mình kiểu ăn uống sinh hoạt này là biết là không lành mạnh và không recommend mọi người làm theo chúng mình. Đây chỉ là một trong rất rất ít ít những ngày mà chúng mình được phép như thế này thôi. Chắc tin thì chúng mình không thể thiếu snack. Đói quá phải ăn trước. Ăn đi. Nào, đi cả nồi cơm luôn nhé. Anh mà làm bay hết một chảo cơm ngang này em sẽ bắt đề này. Cơm rang bà lu. Và đây là hai cốc nước mận của chúng mình. Sau khi chuẩn bị xong bữa ăn đêm, bây giờ chúng mình lại cày tiếp phim. Loving is easy. You have me fucked up. It used to be so hard to see. Yeah, loving is easy when everything's perfect. Ok, bây giờ thì chúng mình đã ăn hết bữa đêm ngày hôm nay và đây sẽ là một ngày mình phải tập thể dục bù rất nhiều đây. Thôi, ok. Bây giờ thì cũng buồn ngủ rồi. Một ngày xem đêm hết một bộ phim. Ăn những thứ mà mình muốn vào buổi đêm. Và bây giờ thì chắc là chúng mình sẽ đi ngủ và kết thúc ngày hôm nay để ngày mai sẽ là một ngày đúng quy củ. Và bây giờ thì chúng mình sẽ kết thúc video này tại đây và lại hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau của chúng mình nhé. Bye bye.